Hello các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ cho Rising Tiger và Black Panther này, hoặc là Drei Panther cùng nhau so tài các bạn nhé. Thì ở các trận đấu trước thì cả hai con này đều giành chiến thắng trước con Gatling Fox. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cuộc thi đầu tiên, đó là cuộc thi thi chạy các bạn nhé. Các bạn chờ mình chút. Con này đang bị hỏng pin các bạn ạ. Mình bắt đầu nào. Màu đen đang chạy nhanh hơn một chút rồi ạ. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy là rất khó để phân biệt được con nào thắng con nào thua các bạn. Ok, như vậy là mình đã thấy là con Drei Panther này đi nhỉnh hơn một tí các bạn ạ. Và nó đã về đích trước một chút thôi so với lại con Rising Tiger này. Ok, vậy là phần thi đấu đầu tiên thì phần thắng đã riêng nghiêng về con Drei Panther nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ chuyển qua phần thi thứ hai, đó là phần thi kéo co. Phần thi kéo co này là mình mong chờ hơn các bạn. Các bạn có thể thấy là hết sức cân bằng. Hai con vẫn đang hết sức miệt mài. Tuy nhiên thì mình thấy là Drei Panther đang nhỉnh hơn các bạn ạ. Đã bắt được kéo được Rising Tiger đi một ít rồi. Thật không ngờ cái con báo đen nó lại khỏe vậy các bạn. Mình nghĩ về lâu về dài thì nó sẽ giành chiến thắng ở phần thi này thôi. Các bạn thấy là chỉ còn một chút nữa thì Rising Tiger sẽ chạm vào cái vạch. Rising Tiger vẫn đang hết sức cố gắng các bạn ạ. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là Drei Panther quá là khỏe. Ok, như vậy là trận thi đấu thứ hai đã kết thúc. Phần thắng đã nghiêng về con báo đen các bạn nhé. Quả là hết sức bất ngờ các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần thi đấu cuối cùng, đó là phần thi đối đầu các bạn nhé.
sao, 1, 2, 3. Rising Tiger đang cố gắng hết sức để kiếm được lại một trận thắng. Các bạn có thể thấy là phần vũ khí của con báo đen này chính là điểm yếu đó các bạn ạ. Khi bị kẹt thì nó sẽ dừng lại luôn, và đấy là nhân cơ hội đó thì Rising Tiger sẽ thừa thắng đẩy lên. Ok, vậy là như vậy là phần thắng và phần thi thứ 3 đã nghiêng về Rising Tiger các bạn nhé. Như vậy là Rising Tiger đã giành được một chiến thắng danh dự, nhưng mà kết quả chung cuộc thì Rising Tiger đã vẫn là người thua cuộc ngày hôm nay các bạn nhé. Ok, mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.